Hello, xin chào anh em. Chào anh em nha. Như chúng ta đều đã biết thì với sự ra mắt của loạt iPhone mới bao gồm 3 chiếc là XS, XS Max và XR thì iPhone X đã bị khai tử. Nghe khai tử thực sự là đáng sợ đấy. Thực sự là rất nhiều người dùng iPhone X hiện tại đang lo lắng là nếu chiếc máy của mình không được bán chính hãng nữa, đồng thời các nâng cấp và dịch vụ chính hãng đều không còn được hỗ trợ nữa, thì có nên nâng cấp lên iPhone mới hay không? Và hành động đem con bỏ chợ của Apple khiến những người này bị ảnh hưởng như thế nào? Thì hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Cũng như mọi lần thì thay vì ngồi nói chán chê rồi mới bàn vào luận điểm chính thì mình sẽ nói ngay là như này. Nếu bạn đã đầu tư mua iPhone X với mục tiêu là sử dụng lâu dài trong khoảng từ 2 đến 3 năm nữa, và đặc biệt là người không quá quan trọng những nâng cấp cải tiến mới của Apple, chỉ đòi hỏi sự ổn định, thì bạn không cần phải lo cái gì cả. Hãy cứ tiếp tục sử dụng chiếc iPhone X của bạn như bình thường. Nếu có điều kiện nâng cấp thì nâng cấp, còn không thì thôi. Điều đó thực sự không quan trọng nếu bản thân bạn cảm thấy nó không quan trọng. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên chúng ta sẽ cần nắm được khái niệm khai tử. Khi ta nói một chiếc iPhone bị khai tử có nghĩa là thông tin giá bán của nó sẽ không còn ở trên trang chủ Apple nữa, và trên các kệ hàng chính hãng tại các thị trường cũng sẽ không còn model đó trong khoảng thời gian không lâu sau khi nó bị khai tử. Đồng thời các hỗ trợ liên quan đến sửa chữa và dịch vụ đến từ nhà sản xuất cũng sẽ không còn. Một số mẫu iPhone được cho là bị khai tử khi nó không còn có khả năng cập nhật lên phần mềm mới nhất của Apple. Đến đây thì chúng ta cùng tìm câu trả lời cho câu hỏi là tại sao Apple lại khai tử iPhone X. Đơn giản vì đó là bước đi hợp lý nhất đối với chiếc máy công thần khai quốc thời đại tai thỏ của họ. Rất nhiều người trong số chúng ta đã chờ iPhone X giảm giá sau khi XS và XS Max được ra mắt. Đương nhiên là theo truyền thống, khi có máy mới thì máy cũ sẽ giảm giá, và Apple không muốn có bất kỳ một chiếc iPhone tai thỏ nào của mình bị giảm giá cả, tức là đồng nghĩa với việc là giảm giá trị thương hiệu. Thà là để iPhone X bị khai tử và được cột mác là chiếc iPhone có giá 1.000 đô trong suốt vòng đời, còn hơn là phải giảm giá nó cho đến khi mà chúng ta nói về giá trị thương hiệu. Đồng thời nếu iPhone X được giữ lại thì thực sự là không có một cái phân khúc nào dành cho nó cả. Hãy cùng đặt lên bàn cân một bài toán là như này: iPhone XR giá 749 đô la Mỹ. iPhone X nếu có giảm giá thì cũng có lẽ là xuống cỡ tầm 849 đến 899 đô, nhưng lại hơn XR quá nhiều, từ màn OLED 2 camera so với 1 camera và tính nhận diện cao hơn với bề ngoài không khác gì so với XS cả. Có lẽ là ai cũng sẽ chọn iPhone X, chấp nhận chậm 1 năm thay vì là XR. Còn X so với XS lại không khác gì về mặt thiết kế, khiến chúng ta rất là khó phân biệt, và sẽ nhiều người chọn bản cũ thay vì bản mới, đơn giản vì chúng không có khác biệt về mặt vẻ ngoài. Và trong khi đấy, vẻ ngoài lại là một trong những đặc điểm quan trọng nhất trên chiếc iPhone. Apple chỉ để lại cho người dùng hai lựa chọn là XS và XR trong năm nay với khoảng trong tầm tiền từ 20 đến 30 triệu. Và thực sự là iPhone X sẽ đứng ở đâu cũng sẽ đá vào những người anh em của nó, đồng thời gây ảnh hưởng trực tiếp lên doanh số của những mẫu iPhone mà Apple coi là trọng điểm trong năm nay. Và nếu mà cứ cho là nó thực sự có giảm giá xuống 899 đô đi, thì lãi suất của Apple trên dòng máy này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vì chi phí sản xuất màn OLED rất là đắt. Vì thế có thể coi như đây gần như là một cái nước cờ khá là ép người dùng nâng cấp máy của Apple. Nhưng mà thực ra thì khai tử iPhone X mình cho là một quyết định đúng. Vậy bạn có đang dùng iPhone X không? Và nếu như bây giờ bạn chưa có tiền nâng cấp thì bạn phải làm sao? Như mình nói thì chả sao cả. Có 3 thứ người ta quan tâm nhất khi mà dòng iPhone mà họ đang sử dụng bị khai tử. Thứ nhất là nếu máy có vấn đề gì thì phải bảo hành phần cứng như thế nào. Thứ hai là máy có được hỗ trợ cập nhật phần mềm nữa không. Và thứ ba là nếu bán đi thì có bị tụt giá hay không. Thứ nhất là về phần cứng. Tất nhiên khi mà iPhone X bị khai tử thì bảo hành chính hãng sẽ gần như không còn tác dụng đối với bạn nếu mà máy bạn đã hết thời gian bảo hành. Mà thực ra là hết tác dụng thật chứ không phải là gần như. Nhưng mà nếu bạn mua máy ở các cửa hàng thì hãy thật để ý tới chính sách bảo hành phần cứng của các cửa hàng đó. Chắc chắn là họ sẽ còn linh kiện cho bạn trong ít nhất là 1 năm nữa, vì họ phải chuẩn bị linh kiện để bảo hành cá nhân khi mà thị trường iPhone X sách tay đang được dự đoán là sẽ nóng lên trong khoảng cuối năm nay sang đến tận hè năm sau với sự đổ bộ của các mẫu iPhone X cũ, CPO hay là refurbished. Ý mình ở đây là bạn đã bị cắt đi khả năng bảo hành chính hãng, nhưng nếu bạn muốn sửa chữa máy thì có rất nhiều cửa hàng cho bạn. Trước tiên là cửa hàng đã bán máy cho bạn, và sau đó là các cửa hàng khác, và sau đó là các trung tâm sửa chữa. Nếu bạn lo ngại rằng iPhone X bị khai tử rồi, linh kiện phần cứng sẽ không còn để mà sửa nữa thì cứ yên tâm đi. iPhone 5S đã bị khai tử từ cách đây 2 năm rồi, nhưng mà bạn vẫn có thể tìm thấy linh kiện phần cứng để thay thế ở trên thị trường. Có một câu hỏi đặt ra về chất lượng hay là xuất xứ của các phần cứng này, thì cái đấy thực sự sẽ nằm ở lựa chọn cửa hàng của bạn thôi. Nhưng mà các bạn có thể yên tâm là linh kiện xịn có thể là tìm được. Với một chiếc máy như là iPhone X, không thể vì bỗng dưng nó hỏng, nó không nhận Wi-Fi nữa mà bạn phải vứt cả cái máy đi. Điều đó rất khó xảy ra. Thứ hai là về phần mềm. Hiện nay thì chưa có một cái thông tin chính thức nào nói hẳn hoi rằng là Apple có còn hỗ trợ phần mềm cho iPhone X hay không. Nhưng mà thực sự là mình thấy là phần cứng của iPhone X vẫn sẽ đáp ứng tốt các đòi hỏi của các nâng cấp phần mềm về sau này. Trên thực tế có thể nó bị khai tử rồi, nhưng mà mình nghiêng về hướng là có khả năng nó sẽ vẫn được hỗ trợ phần mềm trong một thời gian nữa.
Tất nhiên là nếu còn được hỗ trợ phần mềm thì vẫn vui, nhưng mà nếu mà không còn thì sao? Giả sử như mà đen lắm đến cái mức mà Apple không hỗ trợ cập nhật phần mềm cho iPhone X đi, thì chắc chắn là với những người ưa trải nghiệm thì đó không phải là một tin vui cho lắm. Nhưng với những người muốn dùng iPhone X một cách ổn định trong vài năm tới thì iOS 12 vẫn là một phiên bản phần mềm không hề tồi với hiệu năng ổn định, khả năng gom thông báo ứng dụng, Apple Photo thông minh, FaceTime nhóm. Dùng iOS 12 khoảng 1 năm rồi nâng cấp mình nghĩ cũng không phải là quá thảm họa. Nâng cấp phần mềm bây giờ không còn phải là cái gì quá đáng để mà thèm khát như kiểu ngày xưa nữa, nên là đối với mình có cũng được mà không có cũng không sao. Và nếu như bạn nhắm vào sự ổn định khi dùng iPhone X thì thực ra là chiếc máy này vẫn còn đáp ứng khá là ổn. Thứ ba là về giá cả, chắc chắn là nó sẽ mất giá với việc là nhà sản xuất không bán, không hỗ trợ nữa. Nhưng tốc độ mất giá của máy iPhone X cũ sẽ không bị quá thê thảm, đơn giản là vì nó có thiết kế giống với XS. Và với những người mua iPhone X từ năm ngoái với mức giá cao, họ sẽ thường có tâm lý là nếu bán rẻ quá thì tôi để lại dùng còn hơn. Trừ những người quá thèm iPhone mới đến mức phá giá iPhone cũ thì mình nghĩ là mặt bằng chung giá máy cũ sẽ không quá thấp và bạn có thể bán lúc nào cũng được mà không sợ giá máy xuống như tụ quần. Hơn nữa thì iPhone X cũ vẫn đáp ứng được cho nhu cầu của rất nhiều người dùng, và vì thế cầu không khan đến mức mà mấy ông cung phải đi van lại là ông ơi mua cho tôi đi rẻ lắm các kiểu. Vậy nên là các bạn cứ yên tâm mà dùng, hỏng thì sửa, không nâng cấp phần mềm thì thôi, và chán thì bán. Chấm hết, mình nghĩ là nếu như bạn chưa có nhu cầu nâng cấp thì cũng chưa cần phải cố sống cố chết nâng cấp làm gì cả. Quyết định khai tử iPhone X của Apple sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến những người đang chờ mua máy, chứ không phải là những người đã mua máy. Vậy thì nếu bạn mua rồi thì cứ yên tâm và dùng tiếp đi. Đối với mình thì mình nghĩ không, đấy không phải là một cái vấn đề gì nó lớn cho lắm. Vậy thì bạn có còn lo ngại gì nữa hay không? Nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.